Thì thầy đã nói với bạn kỳ này đó, với bạn của các cô đó, thầy sẽ đưa đến cái Châu Đốc, ngoài cái đến Vĩnh Long để mình xem cái Tàu Thánh Miếu và cái nhà của thầy, nơi của thầy, nơi chung nhau sống sống bà. Thì từ tổ hồi buổi hôm qua mình biết rồi, bữa nay nói rằng cái điểm đến mà quan trọng nhất mà thầy muốn bạn đến để xem là cái nơi này, tức là chùa Tề Đa Te Cổ Tự. Thì hồi xưa khoảng thầy 11 tuổi, thì cái dạo đó một tức là thầy sinh năm 42, thì đó là ở miền Tây nè, phổ biến sấm giảng của Đức Phật Thầy, đây là Đức Phật Thầy Tây An đó. Có cuốn sấm giảng bây giờ thì không biết lạc đâu mất, bị rồi đó mình nhỏ. Nhưng mà trong đó có cái đoạn này cực kỳ quan trọng. Đức Phật Thầy nói rằng sau này nước Việt Nam mình á, thì ánh sáng văn minh sẽ từ Việt Nam sẽ tỏa ra khắp bốn phương, đó, nghĩa là ra ngoại quốc, và người ngoại quốc sẽ đến đây học. Và có nói Vĩnh Long là đất thánh, thánh nhân xuất hiện. Thế thì nghe thì phấn khởi quá, từ nhỏ mà mình nghe nói ca ngợi, mình thấy ông nói vậy là Việt Nam mình quá trời, nó là hay quá. Mà mình không lẽ rồi Vĩnh Long là thánh nhân ở đâu, không thấy đâu. Thế rồi mình nghĩ trong đầu, bé mà hồi bé, sau này mình sẽ làm cái gì cho dễ dàng cho dân tộc mình, dễ dàng dân tộc, cho đất nước mình. Nhưng mà sau khi lớn lên rồi thấy tan thương đất nước mình, đến giờ vẫn còn buồn. Những cái mình thấy mình không có hy vọng gì cả. Nhưng mà cái duyên cớ đưa đến khi thầy làm ở trường Sì Ke Ma Túy đó, thì thấy một cái báo nó đăng, và cái người Việt Nam mà nào đó mới điều mà gặp hay quá, người ta mới đưa báo đăng, báo ra nhất luôn. Thì mới nghĩ trong đầu là tại sao mà chỉ đi dạy học, dạy mà đi học thôi mà được ca ngợi quá, tại sao mình không nghĩ ra mình chế ra phương pháp gì đó để cho mình dạy cho dân tộc mình được hưởng. Thì đó là tại sao thầy đẻ ra diện trận, tại sao thầy nghĩ ra diện trận, thầy nhất định làm cái gì mà Việt Nam chưa có và thế giới chưa có để đẻ ra một phương pháp như vậy. Thì bây giờ đó là cái gốc tích của diện trận, đầu tư nó có một cái lịch sử như vậy. Thiền lần nó phát triển, bây giờ rõ ràng diện trận phát triển khoảng 50 nước trên thế giới rồi, thì đi dài ở Nhật Bản, ở Đức, ở Pháp, Mỹ, rồi giờ thầy Lý Phước Lộc là em rể thầy đó cũng tiếp tay vô, cũng từ diện trận mà ra, bây giờ cũng phát triển ra ở nước ngoài. Gần đây lại gặp Đức Đại là Lạt Ma nữa. Nói chung là bây giờ cái điều mà những cái mơ ước hồi xưa đó mà Đức Phật Thầy nói là đã trở thành hiện thực. Nhưng mà có một cái này hết sức cụ thể nè. Khi năm 90 đi về thì đi với, cũng dẫn Lộc đi bên Liên Xô. Về cái thầy đi vô đây với Tạ Minh nữa, Tạ Minh không biết rồi. Thế thì muốn đi gặp ông Sư Vạn ở Châu Đốc, An Giang á, thì ổng có cái lan nhã kỳ viên bây giờ. Thì ai cũng hỏi ổng là tương lai muốn nghĩ thế nào. Tự nhiên thầy gặp ổng thầy muốn hỏi vậy. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải hỏi. Thì ký kết với Liên Xô rồi có làm được, ông nói đâu có làm được gì đâu. Nhưng mà 2 năm sau ông sẽ đi Pháp và rất nổi tiếng. Rồi có người nói sợ thầy đi rồi bị tai hại gì. Ông nói ôi mấy chú khéo lo, thầy Châu đó được ở trên giao cho sứ mạng, và diễn trận sẽ phát triển ra khắp nơi thế giới rồi. Mấy anh coi, ông Châu còn đi nhiều nữa ra, đi khắp nơi thế giới rồi đó. Rồi thầy nghe vậy cũng về. Nhưng mà trong cái đêm đó đó thì ngủ ở nhà của cái ông đầu tư Hữu Nghĩa, thì có tức là ba cô Phụng đó, thì thầy ngủ thì sáng sớm thức dậy khoảng 5-6 giờ đó, nghe ông nói với bạn ông, hồi xưa mình đọc sấm giảng của Đức Phật Thầy có nói một câu, sau này nước Nam ta thầy thuốc nhiều như cây ngoài vườn. Bây giờ điều này đã được ứng nghiệm, là thầy Châu biến bệnh nhân thành thầy thuốc, điều mà Đức Phật Thầy nói đã bắt đầu ứng nghiệm rồi. Đó là thầy nhớ tới bây giờ luôn lịch sử, cho nên tại sao thầy phải đi đến đây để vườn biết cái vụ nó có gốc tích. Mà cái chuyện nó lạ cái sao là ổng lộng già, ổng đầu tư Hữu Nghĩa mà ổng nhớ cái câu đó. Thì bây giờ rõ ràng thầy biến bệnh nhân này lúc bây giờ khắp nơi ở đứng như Việt Nam và trên thế giới là đi cái này phương pháp của Việt Nam thuần túy. Bạn nghe thấy rõ phải không? Và mình quan hỷ mình tới đây, cho nên mình chụp chung những hình ở đây nha, chỗ mộ Đức Phật Thầy ở trước chụp hết đi, về làm chính thức lịch sử. Không phải mỗi lần đi là dễ đâu. Em đi này có dựng Ba Lạc về với con Mỹ này, mấy với mấy em này đó đi cùng nữa, cho nên cái buổi đi hôm nay rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ nhớ mãi và chúng ta sẽ ghi lịch sử. Cái con thu hết rồi. Vỗ tay các bạn, vỗ tay các bạn, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Các bạn có cần hỏi gì thêm á thì thầy nói thêm vậy thôi, nhưng mà
đại khái có những cái gì thì nhớ thì nói lại, mà điều đó là có thật, điều đó là có thật. Bây giờ mình lên đây, mình lên đây. Thầy xúc động.